Hi, xin chào mọi người đã đến với kênh MTV. Tiếp tục là những buổi nấu sáng của mình đây. Thì hôm nay mình vào bếp mình nấu vịt, nấu chanh ớt nha. Nguyên liệu gồm có 300g vịt nè. Này khoảng 3 trái chanh nha. Là một chén ớt, một ít huyết, hai muỗng dầu điều, một ít tỏi phi với một ít lá quế. Này là 15g muối, 50g đường, hai muỗng nước mắm. Mình ăn kèm với bún nha. Bún này là bún khô mình đã trụng rồi. Và rau thì mình dùng giá nè, cái rau muống, gia vị ăn kèm là có còn có chanh nè, với lá quế mình sắc nhỏ nè, với một ít nước mắm. Nước thì mình dùng 1.4 lít nha, để mình nấu. Đầu tiên mình sẽ nấu nha, mình sẽ cho dầu điều vô trước. Sau đó mình sẽ cho tỏi phi vào. Vịt đó, khi nãy đó, là mình đã ướp tỏi trước nè, với gừng nè, để cho nó đỡ tanh và đỡ khô lông nha. Tại sôi xíu đi, mình sẽ để vô. Khi mà đã sôi thì mình sẽ cho vịt vô nha. Mình sẽ gấp cái phần thịt ra thôi, rồi tỏi với gừng mình sẽ để lại nha. Mình xào cho đến khi vịt nó săn lại thì bắt đầu mình cho nước vào nha. Đây là 1 lít cơm nước. Sau đó thì mình sẽ cho 10g muối vào nha. Tiếp đó mình sẽ cho ớt vào luôn. Cho đường. Đây là 50g đường nha, đường phèn. Mình sẽ nặn 2 trái chanh vô trước và để một trái lại một xíu mình để nêm thêm. Sau đó mình cho huyết với lá quế vào luôn nha. Mình sẽ nấu cho đến khi nào vịt nó mềm á, rồi sau đó mình sẽ nêm nếm lại. Bây giờ ăn chưa là mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Nguyên liệu chuẩn bị thì nó hơi lâu thôi, nhưng mà mình nấu thì rất là nhanh đó, càng bỏ vô thôi. Trong lúc mình nấu mình nhớ vớt bọt nha, để cho nước súp nó trong. Hôm bữa mình không có mua lá quế được nên mình sử dụng trong tủ lạnh đó, nên nó hơi héo một xíu. Món này thì các bạn muốn ăn lẩu cũng chẳng được nha, mình sẽ mua rau nhiều hơn rồi mình ăn lẩu. Món này ăn lẩu rất là ngon luôn á. Sau khi thịt vịt đã mềm á, thì bắt đầu mình thử cái vừa ăn chưa nha. Rất là hấp dẫn không các bạn. Hơi thiếu mặn một xíu nên mình sẽ cho một ít nước mắm vào nha. Vừa ăn đó các bạn, nhưng mình thích ăn chua nên mình đặt thêm một ít chanh vô nha. Rồi sau đó mình sẽ bắt bún và mình ăn thôi. Món này mình có thể dùng lẩu cũng vẫn được nha. Mình mua rau nhiều hơn và mình ăn lẩu. Ăn lẩu cũng rất là ngon luôn. Món này là làm đồ nhậu hết tẩy luôn đó các bạn. Cho ít bún vô nè.
Bỏ ra nha. Cái nguyên liệu này thì mình nấu cho hai người ăn nha. Cái tớp mình. Cho lên một ít dầu điều này cho nó cái mẹo nó sắc nó đẹp. Mình bỏ một ít lá quế lên. Các bạn ăn vịt nấu chanh ớt của mình nha, rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn nè. Vịt nấu chanh ớt đã hoàn thành rồi đây, rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn nè. Món này ăn vào mùa hè thì cũng rất là đã luôn nha, nó rất là dễ nhiệt luôn. Vịt nấu chanh ớt đây, mời các bạn cùng mình nha, rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn nè. Sẽ thử một miếng nước dùng đi. Rất là thơm và rất là ngon luôn. Sẽ ăn miếng thịt này. Rất là đã luôn, vịt nấu vô rất là thơm luôn. Quá tuyệt vời món này. Quá đã. Quyết nè. Cho đi nước mắm nha. Tuyệt vời quá. Sẽ được miếng bún và miếng ớt này. Ớt này các bạn để nguyên trái nha, không có đập ra nha. Đập ra sợ cay quá là ăn không nổi đó. Mình để gì đi mình ăn kèm. Rất là đã luôn. Tuyệt vời. Các bạn xem xong rồi nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để xem thật nhiều clip hay về ăn uống cũng như là du lịch của mình nha. Mình đó thì có hướng dẫn thêm mấy món ăn gì nè, rất là ngon và rất là đơn giản để nấu tại nhà. Hôm nào thứ nấu cho người yêu các bạn đi và làm cho khen nha. Bye mọi người nha, hẹn mọi người vào những video sau.